do đó có thể biết chúng ta trong đời này nhất định không được kết oán thù với chúng sanh nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào chúng sanh cũng là phàm phu khi bạn gây tổn thương họ họ ôm hận trong lòng họ nhịn diện không quên đời có cơ hội liền trả thù oan oan tương báo không bao giờ dứt Công những không được sát hại chúng sanh mà làm cho chúng sanh sanh phiền não cũng là tội lỗi khi mình làm cho chúng sanh sanh phiền não thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não oan oan tương báo. Do đó, nếu muốn trên đường Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió, thì phải ghi nhớ hai câu này. Đừng kết oán thù những người ta. Phật dạy chúng ta khi tiếp xúc với đại chúng phải hoài nhan ái ngữ phải thường nghĩ đến việc chúng ta dùng thái độ gì đối xử với người thì người ta sẽ dùng thái độ đó đối xử với mình điều mình không muốn chớ đem cho người hàm ý trong đây rất sâu rất rộng Mời xem tiếp đoạn Kinh văn sau đây. Giả sự lai thế hoặc hiện tại sanh, đắc hoạch thánh phận sanh nhân thiên trung, duyên thị lâm trung, bị chư quyến thuộc, tạo thị ác nhân, diệt định thì mạng chung nhân ương lụy đối biện vãng sanh thị xứ đoạn này nói rất hay đây là sự thật giả sử lai thế là nói người lâm chung đã chết rồi chết rồi thì thuộc về đời sau hoặc hiện tại sanh chính là người này vẫn chưa tắt thở nhưng người này lúc còn sống là một người thiện là người tốt bản thân không tạo tội nghiệp gì Nhưng vì người nhà thân quyến của họ, sát sanh, cúng tế, cúng bái những quỷ thần này, cầu chư vọng lượng, vọng lượng chính là tà thần, tà đạo. Lúc bệnh nặng, bệnh nguyên ngặt, à. cầu những quỷ thần này đến giúp đỡ. Không biết làm vậy là tạo tội nghiệp. Sát sanh, cúng tế, sát sanh là vì người bệnh này. Kẻ ấy vốn gì có thể sanh vào cõi lành, sanh trong trời người, họ sanh cõi thị. Nhưng vì người nhà tạo nhiều tội nghiệp, nên họ phải gánh chịu những tội nghiệp này họ phải gặp vua Diêm La để biện luận. Cho nên, làm chậm trễ việc sanh vào cõi lành, vạn sanh thị xứ. Nếu như đã tắt thở rồi, họ phải ở đó biện luận với vua Diêm La. Làm chậm trễ việc sanh đến thiện đạo. Nếu như chưa tắt thở, bạn thấy họ phải chịu nhiều đau khổ trên giường bệnh thần hồn của họ đang đi biện luận. Đây là thật, không phải giả. Thế nên người học Phật phải biết lúc lâm chung là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta, bạn bè thân quyến, người chăm sóc bạn nhất định phải hiểu đạo lý này tuyệt đối không được làm sai việc cho nên hiện nay cuốn lâm chung phải biết hồi xưa sách này có tên là sức chung tân lư dùng chữ hơi khó hiểu người hiện nay xem không dễ hiểu cho nên đã dùng văn bạch thoại viết lại cuốn sách nhỏ này rất quan trọng khi người thân quyến thuộc đang bị bệnh nặng thì nhất định phải đọc mỗi ngày người nhà đều phải đọc đều phải biết được làm sao để tiễn đưa người mất tiễn đưa như lý như pháp là thật sự giúp đỡ họ cách tiễn đưa người mất trong dân gian có rất nhiều vấn đề chúng ta đọc kinh này rồi thì chính mình tỉ mỉ tư duy nghĩ xem lời phật dạy có lý hay cách làm thế tục có lý phải bình tâm tĩnh khí bình tĩnh mà suy nghĩ được mất lợi hại ở trong đây có quan hệ quá lớn. Một khi bị đọa vào ba đường ác thì thời gian phải dùng kiếp để tính. Trong kinh tường gọi là du lượng kiếp. Đáng sợ lắm. Nếu như chúng ta thương yêu người nhà thì làm sao nhận tâm để họ đọa vào tam đồ cho dù họ tạo ác nghiệp, chúng ta cũng phải tìm cách để giúp họ sống ngày thoát khỏi tam đồ. Làm sao có thể nhận tâm để họ đọa ba đường ác? Câu kế tiếp Hà huống lâm mạng trung nhân Tại sanh Vị tàn hữu thiểu tiện căn các cư bổn nghiệp tự thọ ác thú hàng những quyến thuộc cánh vi tăng nghiệp huống hồ, hồ người sắp mất này lúc còn sống làm thiện ích cả đời làm ác nhiều thiện ích nên sức mạnh của ác lớn còn sức mạnh của thiện căn thì yếu kém các cư bộ nghiệp tự thọ ác thú chúng ta hiện nay xem thấy ở nhân gian là thân con người quan sát kỹ càng xem người ấy có phải là con người hay không Sách xưa của Trung Quốc trong tạ truyện nói Nhưng khí thường tắc yêu hưng. Phải giải thích câu này như thế nào? Nếu con người vứt bỏ đi luôn thường thì thân này sẽ là yêu ma quỷ quái không phải là người. Thường là gì? Thường là ngũ giới. Thường mà nhà nho nói là nhưng lệ nghĩa trí tính người này bất nhân bất nghĩa không giữ lệ không giữ chữ tính thì người này chính là yêu ma quỷ quái không phải là người hiện nay thì giống hình dáng của một con người nhưng sau khi chết đi liền vào ba đường ác Cho nên ở đây nói, các cư bộ nghiệp tự thọ ác thú. Người thân quyến thuộc, sao lại nhẫn tâm tạo những ác nghiệp này? Để cho họ phải gánh chịu. Đây là hoàn toàn sai lầm.